chào quý vị khán giả. Những thông tin quốc tế nổi bật vừa được chúng tôi cập nhật sẽ được gửi tới quý vị khán giả ngay sau đây. Mời quý vị chú ý theo dõi. Lãnh tụ tối cao Iran khóc bên quan tài của thủ lĩnh Hamas. Ngày 1 tháng 8, Iran tổ chức lễ tang cho thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh tại trường đại học Tehran ở thủ đô Tehran và tuyên bố 3 ngày quốc tang. Lãnh tụ tối cao Iran chủ trì buổi lễ cầu nguyện trước khi thủ lĩnh Hamas được an táng tại thủ đô Doha của Qatar ngày 2 tháng 8. Trước khi bị ám sát, thủ lĩnh Haniyeh đã dành phần lớn thời gian của mình ở Doha, nơi đặt văn phòng chính trị của Hamas. Đài truyền hình quốc gia Iran đưa tin, quan tài của ông Haniyeh và các vệ sĩ của ông được phủ cờ Palestine. Buổi lễ có sự tham gia của tân Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, chỉ huy lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo, tướng Hossein Salami và nhiều quan chức cấp cao Iran. Theo đài CNN, phó thủ lĩnh kiêm người phát ngôn của Hamas Khalid Al-Hayya cũng tới Tehran dự tang lễ. Báo giờ Sun mô tả ông Khamenei đã khóc khi đứng cạnh quan tài giữa những tiếng hô vang của đám đông. Ông Khamenei nói rằng đáp trả là nghĩa vụ của Iran và Israel đã tự chuẩn bị hình phạt khắc nghiệt cho chính mình. Trước đó, lãnh tụ tối cao Iran tuyên bố Iran có nhiệm vụ trả thù cho vụ ám sát ông Haniyeh và hứa sẽ trừng phạt nghiêm khắc. Theo hình ảnh trực tiếp của buổi lễ, hàng ngàn người đã tụ tập lại để lắng nghe Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammed Bagher Ghalibaf. Hàng ngàn người đã xuống đường ở Tehran để tiễn đưa thủ lĩnh Hamas. Nhiều người trong đám đông vẫy cờ Palestine, cờ Iran cũng như cờ của nhóm Hezbollah ở Lebanon đi theo xe tang di chuyển trên đường phố. Chiếc xe chở quan tài ông Haniyeh chạy qua đám đông, đông đúc trong thành phố. Đoàn xe xuất phát từ trường đại học Tehran và tiến về quảng trường Azadi với quãng đường khoảng 6 km. Cơn mưa nặng hạt trút xuống khi đám đông đang tham dự tang lễ. Vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh tại Iran và chỉ huy cấp cao Fuad Shuk của lực lượng Hezbollah tại Lebanon đã dấy lên lo ngại về cách hành động trả đũa làm leo thang xung đột tại Trung Đông. Tương lai của các cuộc đàm phán ngừng bắn vẫn chưa rõ ràng. Một nguồn tin rành rẽ về các cuộc đàm phán đã nói với đài CNN rằng vụ ám sát ông Haniyeh có thể làm phức tạp các cuộc đàm phán hòa giải. Nguồn tin cho biết, ông Haniyeh là người ra quyết định quan trọng cùng với thủ lĩnh quân sự của Hamas ở Gaza, Yahya Sinwar. Đặc nhiệm tại chỗ ở Iran đã dẫn đường cho tên lửa ám sát thủ lĩnh Hamas. Các chuyên gia nghi ngờ vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh ở Iran có thể đã sử dụng một tên lửa chính xác đặc biệt kết hợp cùng với sự dẫn đường đến mục tiêu của lực lượng đặc nhiệm tại Tehran. Điều đó có nghĩa là một cuộc tấn công như vậy sẽ tiêu diệt được thủ lĩnh Hamas, trong khi gây ra ít thiệt hại về tài sản nhất. Ông Andrew Ford, nhà nghiên cứu tại Hiệp hội Henry Jackson và là cựu lính dù người Anh, cho biết việc xác định được vị trí của thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh đã khiến vụ ám sát chỉ là công việc tình báo khá đơn giản. Theo kênh Iran International, thủ lĩnh Haniyeh thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện truyền thông trong nhiều chuyến thăm Tehran, khiến nơi này trở thành mục tiêu dễ tiếp cận đối với Israel, dù Israel từng cam kết với Qatar sẽ không tấn công ông Haniyeh ở đó. Ông Andrew Ford nói, họ tự đưa mình vào tầm ngắm nên công tác tình báo của Israel khá đơn giản, thời điểm ban ngày khá nhạy cảm. Ở Afghanistan, chúng tôi thực hiện các cuộc đột kích ban đêm vì chúng tôi biết mục tiêu sẽ ngủ ở đâu. Trong vụ ám sát thủ lĩnh Hamas, dựa trên nhiều năm kinh nghiệm của mình, ông Andrew Ford suy đoán có khả năng là do tên lửa được phóng từ bên ngoài Iran và được dẫn đường bằng công nghệ laser chính xác do lực lượng đặc nhiệm trên mặt đất vận hành. Chuyên gia này nói, binh sĩ trên mặt đất sẽ chỉ một con trỏ laser vào đúng điểm họ muốn bắn trúng để dẫn đường cho tên lửa. Anh, Mỹ và một số nước khác có công nghệ này. Cách tấn công này gây ra thiệt hại tối thiểu và gần như không bị phát hiện với rất ít tiếng động để có thể cảnh báo. Điều này cũng đồng nghĩa với việc không giống vụ ám sát chỉ huy cấp cao của Hezbollah ở Beirut, Fuad Shuk hôm 30 tháng 7, khiến ít nhất 60 người bị thương và phá hủy một phần lớn của một tòa nhà tác động trong vụ ám sát tại Iran hôm 31 tháng 7 ít hơn nhiều. Ông Ford nói thêm, thật thông minh khi sử dụng cách này vì Tehran không bị thiệt hại quá nhiều đến mức phải trả đũa bằng vũ lực lớn. Nếu họ sang phẳng một khu phố, Iran sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đáp trả mạnh tay. Vụ việc làm Iran mất mặt, nhưng xét về thiệt hại thì không phải là quá nghiêm trọng. Nhà phân tích tình báo và an ninh Israel Ronen Solomon cũng cho rằng vụ tấn công ở Tehran là một sự xấu hổ lớn đối với Iran. Khi ở Qatar, thủ lĩnh Haniyeh có an ninh dày đặc xung quanh,
Tuy nhiên, ông Haniyeh chỉ có một vệ sĩ ở Tehran, nơi mà ông cảm thấy an toàn. Ông Solomon giải thích, ông Haniyeh đến cùng một nhóm người Palestine nên để lại dấu vết tình báo lớn. Họ đến từ Qatar và thường bằng máy bay riêng. Nguyên nhân của cuộc tấn công vẫn chưa được Iran hoặc Israel xác nhận, nhưng ông Solomon cho biết điều bất thường là không có dấu hiệu cảnh báo vụ ám sát. Lãnh tụ Iran lệnh tấn công trực tiếp vào Israel để trả đũa vụ sát hại thủ lĩnh Hamas. Báo The New York Times ngày 31 tháng 7 đưa tin, lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei ra lệnh cho Iran tấn công trực tiếp vào Israel để trả đũa vụ sát hại thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh ở Tehran. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố đã sẵn sàng. The New York Times cho biết thêm, ba quan chức Iran đã nhận được thông báo về mệnh lệnh đó. Trong số ba quan chức này, có hai người là thành viên của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC. Chỉ thị được đưa ra sáng 31 tháng 7 tại một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao, ngay sau khi vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Haniyeh. Tuy nhiên, phương thức và thời gian tiến hành tấn công chưa được nêu rõ. Các quan chức Iran chỉ tiết lộ một phần của mệnh lệnh. Theo đó, lãnh tụ Ali Khamenei yêu cầu các chỉ huy của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC và quân đội Iran chuẩn bị cả kế hoạch tấn công và phòng thủ trong trường hợp xung đột mở rộng và Israel hoặc Mỹ tấn công Iran. Các quan chức Iran được tờ New York Times trích dẫn cho biết trong số các lựa chọn đang được cân nhắc có cuộc tấn công kết hợp khác bằng máy bay không người lái và tên lửa, tương tự như cuộc tấn công trực tiếp vào Israel vài tháng trước, vào các mục tiêu quân sự ở vùng quanh Tel Aviv và Haifa, tránh tấn công các mục tiêu dân sự. Một phương án tấn công Israel cũng đang được cân nhắc là tấn công phối hợp từ Iran và các mặt trận khác, cùng với lực lượng ủy nhiệm trong khu vực, bao gồm từ Yemen, Syria và Iraq, để đạt hiệu quả tối đa. Theo báo The Times of Israel, Israel chưa bình luận về thông tin trên. Giữa lúc Israel đang trong tình trạng báo động cao sau khi bị cáo buộc đứng sau vụ ám sát thủ lĩnh Hamas, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tối 31 tháng 7 cảnh báo rằng những ngày đầy thách thức đang ở phía trước. Phát biểu từ trụ sở quân đội tại Tel Aviv vào cuối cuộc họp nội các an ninh kéo dài 3 giờ, Thủ tướng Netanyahu cho biết Israel đang phải đối mặt với các mối đe dọa từ khắp khu vực. Ông Netanyahu nhấn mạnh nước này đã sẵn sàng cho mọi tình huống và sẽ đòi hỏi một cái giá rất đắt cho bất kỳ hành động gây hấn nào chống lại chúng tôi. Thế nhưng, ông Netanyahu không nhắc đến thủ lĩnh Haniyeh. Trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng, Bộ Quốc phòng Israel vừa đặt hàng số lượng lớn đạn cối Iron Sting với trị giá 220 triệu đô la từ nhà thầu quốc phòng Elbit Systems. Theo trang Breaking Defense, đây là loại đạn dược được sử dụng phổ biến trong các cuộc xung đột ở dải Gaza cũng như ở biên giới phía bắc của Israel nhằm chống lại lực lượng Hezbollah. Bộ Quốc phòng Israel cho biết loại đạn này được trang bị hệ thống định vị toàn cầu GPS và hệ thống dẫn đường bằng laser, cho phép tấn công chính xác các mục tiêu trong phạm vi 10 km, giảm thiểu thiệt hại ngoài ý muốn. Đạn có sức công phá lớn và có thể xuyên qua hai lớp bê tông cốt thép. Iron Sting là đạn cối có đường kính 120mm do tập đoàn Elbit Systems phát triển và được ra mắt lần đầu tiên vào năm 2021. Loại đạn này được thiết kế để sử dụng trong điều kiện chiến đấu phức tạp và môi trường đô thị. Iron Sting nặng hơn 14,5 kg, có ngòi nổ đa chế độ và có thể được triển khai từ thiết giáp Humvee và xe bọc thép chở quân M113. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình cập nhật thông tin quốc tế của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị và các bạn đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi ở các khung giờ để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình tiếp theo.